Thưa quý khán giả, nước sạch là một nhu cầu cơ bản thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước sạch, nhất là khu vực nông thôn. Tuy nhiên, chất lượng nước sạch nông thôn ở một số nơi chưa đảm bảo, áp lực nước yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Cụ thể là ở ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Theo phản ánh của một số hộ dân ở tuyến kênh 7000, cặp sông Sáng Ô Môn thuộc ấp Trường Ninh 3, xã Trường Xuân A, năm 2006, người dân rất vui mừng khi được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ đã mở rộng mạng đường ống cấp nước sạch cho hơn 30 hộ dân nơi đây được sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng áp lực nước yếu, chất lượng nước cũng không đảm bảo, giá nước lại tăng cao, dẫn đến việc nhiều hộ dân ngừng sử dụng nước sạch và thay vào đó sử dụng từ nguồn nước giếng khoan. Tôi cũng kiến nghị rằng bên cung cấp nước sạch làm sao tạo điều kiện là mở một cái đường nữa để nâng cấp thêm vô một cái lỗ 2 mét này nè, tầm khoảng 110 mét thôi, từ cái cống ngoài tới đây là khoảng 110 mét thôi, để cho người dân người ta xài, người ta ổn định cái cuộc sống. Bây giờ là từ 5 giờ trở về tối là nước bắt đầu nó yếu, xài không được, thậm chí phải dùng cái motor để mà phụ cấp thêm để mà xài. Về cái nguồn nước thì lúc mạnh lúc yếu, xài nó có khi cạn nhiều, nhưng mà mới sửa lại đây nó có nước nhưng mà cũng hơi yếu, chứ không có đầy đủ cho dân. Hai nữa là cái giá cả nó lên quá trời cao, thành ra đây dân là bức xúc, là không có xài nữa. Trước là 3.500-4.000, bây giờ lên 7.000-8.000 rồi, đây dân ta không có xài nữa. Còn nước ở đầu thì không biết sao, chứ ngay tôi là nó bẩn lắm, dơ lắm. Có khi xả nó bỏ mấy cả khối nước gì đó là nó mới sạch. Hiện tại xã Trường Xuân A có 2 trạm cấp nước sạch sinh hoạt đặt ở ấp Trường Ninh 1. Trong đó trạm cấp nước chính có công suất từ 60 mét khối đến 80 mét khối một ngày đêm. Được Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2021 để cung cấp nước sạch cho toàn địa bàn. Riêng trạm cấp nước cũ trước đây có công suất 20 mét khối một ngày đêm, chỉ để dự phòng khi có sự cố xảy ra. Đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đã đạt 95%. Thì đối với ý kiến kiến nghị của cử tri ấp Trường Ninh 3, thì ủy ban cũng có đề nghị Trung tâm Nước sạch thành phố Cần Thơ đấu nối để tạo cái điều kiện là cho người dân của Trường Ninh 3 trên tiếng sáng Ô Môn thì đã có nguồn nước mạnh. Và đặc biệt về nước dơ là Trung tâm Nước sạch cũng có trả lời là sau một thời gian thì Trung tâm Nước sạch có rửa bồn thì đôi khi nó cũng có một số bẩn, thì cũng có đề nghị bà con khi nước bẩn thì nên xả khoảng chừng 2 đến 3 phút thì nước sẽ trong lại, thì người dân sẽ sử dụng được bình thường. Đối với vấn đề giá thu tiền sử dụng nước sạch nông thôn thì Trung tâm Nước đang thực hiện theo cái quyết định 215 ngày 1 tháng 2 năm 2014 của Ủy ban dân thành phố Cần Thơ phê duyệt. Trong đó thì riêng đối với hộ nghèo có sổ và gia đình chính sách thì vẫn không tăng giá từ cách đây là 8 năm. Riêng đối với đối tượng khác thì có điều chỉnh theo cái chi phí đầu vào đầu ra và được sở ngành thẩm tra thẩm định phê duyệt và thành phố phê duyệt theo quy định. Và về vấn đề các cái tuyến ống nước mà khu vực này thì thời gian qua là có các cái công trình dự án thi công nâng cấp mở rộng cái công trình giao thông nông thôn, và cái tuyến đường ống nước chúng ta phải dời đi dời lại nhiều lần nhiều đợt, cho nên là việc là phải để giải phóng mặt bằng thì cái việc gián đoạn cấp nước thì có xảy ra. Tuy nhiên là đơn vị cũng đã phối hợp là dời ống và đấu nối kịp thời. Mong rằng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn sớm phối hợp địa phương để rà soát, tổng hợp đăng ký nhu cầu đầu tư, nâng cấp cải tạo, mở rộng tuyến đường ống cấp nước sạch trên địa bàn xã Trường Xuân A để nâng cao khả năng cấp nước và chất lượng cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân nông thôn.